Hello mọi người. Hello các bạn chị. Xin người lên đây xíu em. Đấy, đấy chuyển ra rồi. Đi về trên trán xuống. Dạ. Yeah. Dạ bình thường. Tí đừng khóc nha. Mốt lấy mắt kính nó dày quá này. Em đừng có nhìn trong đó, khó xác định nó ngoài không. Bị tay nó rung như cây sấy đây. Tay rung bây giờ mới gớt cái gì? Tức cái gì? Rồi thì mới xuống thành phố. Thuốc nhiều vô chị cũng vô vấn đề đó nữa. Em mà nói mà đến khi nào nó bỏ thuốc rồi thôi. Hồi sáng giờ em biết khi nó bỏ thuốc. Em ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Gái gì đâu đâu có thích hút thuốc đâu. Chị nói mua hoài lắm, đừng nghe. Đến giờ nó vẫn ý là vì vậy đây. Bên này gặp nó đau kêu nó bỏ thuốc rồi đấy. Cho nó khiếp đi, mai nó nghỉ việc rồi. Sao chị biết hay vậy? Em thà bỏ việc chứ em không bỏ thuốc đúng không? Không phải. Em bỏ thuốc là chị bỏ khác. Bỏ hút là chị thân chích hả? Không, cũng hút. Cũng hít chứ, hít. Bỏ thuốc lá, hút thuốc nào? Mình hút thuốc nào, cứ hút. Muốn hít thì cứ hít, hít luôn đi chứ hút gì nữa. Như cái Vi với chị Quyên là về ở chung một nhà. Chỉ có nói chuyện nhỏ đâu. Hôm qua bà nói chuyện điện thoại mà trên này nghe rõ một 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 luôn á. Buổi trưa ấy.
Nó to giả man luôn đấy. Ai biết gì chị? Chị nói chuyện điện thoại mà chị hỏi em. Chị nói hôm qua đấy, chị nói hôm nay đâu. Chị hỏi em có ý. Hả? Hàng ý em nói chị, có gì em đụng gì là có chị, em có ý. Có tình đúng không? Thù chị xả ra đúng không?
Hey, queen. Con lên em. Mới vậy em sao ngủ sớm? Tết về cách ly tại nhà 7 ngày là xong hết Tết. Đi làm luôn. Như đang rất muốn là ở lại. Vì Tết nó có về đâu. Mấy năm rồi không về quê đi. Sáu năm rồi Nếu mà còn bị thì chạy ra tiệm.
Đuổi việc à? Đuổi việc. Đuổi việc à Như? Nó xỉu liền luôn. Nhưng mà không phải cục nào nó cũng được pha như vậy, hiểu không? Đau không em? Chịu đau không? Chịu được không? Giờ không chịu được mà chịu được.
Em nhớ chị đổi tên rồi mà. Đổi bên đi nha.